Hello tất cả anh em, lại là mình đây, Tuấn của Audio 89. Và hôm nay mình sẽ lên cho anh em một clip đồ anh em nhá. Sẽ bao gồm toàn những bộ dàn khá là ngon thôi. Và sẽ bao gồm hai cặp loa búp xèo nữa anh em ạ. Hai cặp loa búp xèo, giá sẽ cực kỳ tốt. Một vài món đồ thanh lý anh em nhá. Anh em lưu ý một chút là số điện thoại của mình và em Sơn vẫn đang ở góc trái màn hình đây. Số điện thoại của mình là 0976663776. Số điện thoại của em Sơn ở ngay bên cạnh là 0933332183 anh em nhá. Anh em quan tâm đến bất kỳ sản phẩm nào có thể alo cho mình hoặc em Sơn để biết thêm chi tiết về sản phẩm. Và hôm nay sẽ bắt đầu từ những món đồ nhỏ trước. Thì đầu tiên mình về được một cái tai gọi là tai Apple anh em nhé, AirPods AB3. Con này thì xin lỗi với anh em, nó là hàng fake thôi, nhưng mà chất lượng của nó thì mình phải đánh giá là nó phải 9 trên 10 so với hàng review anh em ạ. Hình thức của nó thì như anh em nhìn này. Đấy, nó bị vỡ một phát góc ở đây anh em nhé. Con này thì cực kỳ xịn anh em, nhìn từ cái bản lề kim loại này, xong rồi các cái nút bấm này nó liền lạc, bấm cực kỳ êm anh em nhá. Bản lề của nó anh em nhìn này, cực xịn luôn. Con này là xuất cho tiêu chuẩn của Nhật anh em nhá, thì khá là ngon. Chất âm thì mình đánh giá khoảng tầm 9,5/10 so với hàng xịn anh em ạ, khá là ngon. Sử dụng chân sạc Lightning này, con này có cả sạc không dây đấy anh em nhá, đặt vào sạc không dây phát là sạc luôn. Ok chưa? Bây giờ Sơn ra mở kết nối thử cho anh em xem. Con này như của con AirPods của thằng Apple luôn. Anh em nhìn nhá, mở ra phát này. Đấy, anh em thấy không? Trên iPhone nó sẽ báo luôn anh em nhá, là báo kết nối, đúng không? Bấm kết nối này, phải giữ. Như hàng xịn luôn, như hàng real luôn anh em nhá. Anh em có định vị đổi tên này, chống ồn các kiểu ở trên con này đều có đủ hết anh em nhá. Không khác gì hàng xịn luôn. Nói chung con này thì mình đánh giá nó là một con khá là ok. Nó có một cái điểm, nó có pin này, mất một cái chỗ này thôi. Đây anh em nhìn này, báo pin này của hộp sạc này, pin của tai nghe này. Đấy, tiếp tục nhá. Anh em nhìn nhá, đây là các cái số seri nó được khắc, đây, nó được in vào cái phần nắp vỏ này. Đấy, và phía sau này, anh em nhìn này, đúng không? Khá là ok. Đấy, em nhớ cái củ tai nghe cho anh. Con này thì có một bên tai nghe nó bị mất một vế này, anh em nhìn, mất một cái lúm đen ở đây, anh em nhá. Nghe chưa? Màng này cũng màng gọi là màng carbon này, màng titan, anh em nhá. Cảm biến các thứ đầy đủ anh em nhá. Cảm biến đầy đủ như hàng xịn luôn, như hàng real luôn. Chất lượng thì khá là ok. Đây anh em nhìn nhá. Xem vào định vị đổi tên này. Đây AirPods 3 anh em nhá. Báo ngay trực tiếp tại đây luôn. Anh em thể đổi tên ở đây anh em nhá. Đổi tên này, micro này, trợ năng này, số seri này, các kiểu như hàng xịn luôn. Gói bảo hành đã hết hạn này, báo bảo hành như hàng xịn, như hàng real luôn anh em nhá. Như hàng xịn luôn, đúng không? Con này thì nó sẽ báo bảo hành hết hạn rồi. Đấy. Ok chưa? Hiện tại con này thì xin phép anh em, mình đang để cho anh em giá chỉ có 250.000 thôi anh em nhé. 250.000 cho con này. Pin của con này thì sẽ được nghe được khoảng tầm 4 tiếng anh em ạ. Pin nghe ở tai nghe này sẽ được 4 tiếng và hộp sạc sẽ sạc được 3 lần cái tai nữa anh em nhé. Rất là ok. Rồi. Tiếp đến đây thì anh em sẽ nhìn thấy nhá, hai con tai nghe của Lenovo, và con tai trắng này là hàng vừa về này anh em ạ. Một trong số những cái hàng VIP anh em nhé. Cái series Think Plus. Ok cho anh em. Dây cực kỳ chắc chắn, pin được khoảng tầm từ 8 đến 10 tiếng, pin cực kỳ trâu bò. Hàng này là hàng nhảy nhà máy ra anh em nhé. Hàng nhảy nhà máy ra, giá hãng này nó khá là đắt. Tại vì con này sử dụng củ tai là củ hybrid anh em ạ. Củ hybrid như ô tô đấy, dùng động cơ kép. Thì con này nó sẽ dùng hai củ loa kép anh em nhé. Mỗi bên tai sẽ là bao gồm hai củ loa, hai củ driver, tích hợp trong hộp cộng hưởng cho một gia chất âm cực kỳ ngon. Một con sẽ đảm nhiệm cái giải cân bằng và một con đảm nhiệm giải súp bát anh em nhé. Nghe như một bộ âm thanh lớn anh em ạ. Đấy. Ok chưa anh em? Nghe như một bộ âm thanh lớn. Chống nước chuẩn IPX5 anh em nhé. Tức là anh em mình hoàn toàn đi mưa thoải mái luôn. Đấy. Đi mưa thoải mái. Bluetooth con này đang sử dụng là Bluetooth 5.1 anh em nhé. 5.1. Khá là cao cấp gần như nhất bây giờ. Nhất bây giờ nó sẽ 5.2, con này 5.1 rồi. Và giá hiện tại con này thì là bao nhiêu? Giá hiện tại con này mình đang để cho anh em chỉ có 450.000 thôi anh em nhá. 450.000, hàng xịn luôn anh em ạ. Con này hàng cao cấp. Sơn nghe này bao phê không? Phê luôn anh em ạ. Bắt đập căng đét lên đẹp luôn. Mà hàng này nó nói chung là anh em mình sử dụng mua một lần chắc dùng cả đời luôn anh em ạ. Ít khi hỏng lắm. Và cuối cùng ở cái lô tai nghe thì sẽ có một con này. Con Lenovo này. Con Lenovo này là không phải là dòng cao cấp anh em nhá. Dòng Think Plus nó mới cao cấp. Con này dòng thường thôi anh em ạ. Dòng thường. Con này cũng nghe tạp nham đủ thể loại cực kỳ ok của Hausen đây anh em nhé. Nam châm hít rất ok đúng không? Đấy. Pin cũng được từ 8 đến 10 tiếng. Cũng khá là trâu bò. Anh em nào mà nghe nhiều cũng có thể sử dụng con này. Chân sạc con này cũng sử dụng chân sạc micro USB.
thì pin thì mình đánh giá nó cũng khá là ok rồi anh em nhá. Pin sạc thông dụng đúng không? Nghe được tạp nham đủ thể loại, mặc dù nó không phải là dòng VIP nhưng mà được cái bù lại cái giá nó sẽ rất tốt anh em nhá. Con này hiện tại mình thanh lý con này chỉ có 250.000 thôi anh em nhá. 250.000 con này. Ok chưa anh em? Rồi. Đấy. Thì đây là mấy con tai nghe. Và tiếp đến đây thì sẽ là con loa Mutki. Xin để cho anh kia cái. Con loa Mutki cuối cùng còn lại ở cửa hàng anh em nhá. Và con này hôm nay mình sẽ cho anh em một cái giá cực kỳ tốt cho con này. Xin thưa anh em, con này thì nó sẽ bao gồm mỗi củ loa bát đường kính là 8cm anh em nhé, một củ toàn giải. Nó sẽ tích hợp thêm một con loa cộng hưởng ở phía sau nữa để cho cái chất âm bát nó sẽ căng hơn anh em nhé. Thì con này nó sẽ có một cái nút nguồn cứng anh em, nhìn này, cái nút nguồn cứng ở đây nhé, on off ở đây này. Tiếp đến là chân sạc USB, micro USB. Tiếp đến là cái lỗ mic thì phải anh em nhé, cái lỗ mic này. Bên này sẽ là micro SD cắm thẻ nhớ chạy anh em nhé. Tiếp đến là chân kết nối có dây với cả thiết bị như máy tính, điện thoại thứ đều kết nối được. Ngoài ra thì con này cái kết nối chính của nó anh em hay sử dụng sẽ là kết nối Bluetooth anh em nhé. Con này kết nối Bluetooth cực kỳ ngon và có cả nghe đài FM anh em ạ. Dò đài FM con này khá là ok. Đấy. Đây là các cái nút tùy chỉnh đằng trước này, đàm thoại trực tiếp trên loa được anh em nhé. Next bài tăng giảm âm lượng này, báo pin này. Con này là model nó sẽ là DI32. Đấy. Và tất cả các dòng loa Bluetooth sẽ là made in China tất anh em nhé. Con này cũng vậy, tích hợp cục pin khá là lớn, 2000 mAh, nghe được khá lâu. Sử dụng nguồn sạc vào là 5V 1A, công suất của loa sẽ là 10W anh em nhé. Đây, thương hiệu Mutki, một trong số những con mà hiện tại bây giờ đang bán ở Amazon của Mỹ và của Nhật cũng đều đang bán. Giá tại bây giờ Amazon Mỹ của Nhật đang bán là $86 anh em nhé, $86. Đấy, tương đương với khoảng tầm $86 thì sẽ vào khoảng tầm 1.800.000 đến 1.900.000 gần hai củ anh em nhé. Mà giá hiện tại của mình đang bán là 750.000. Và một con cuối cùng này thì mình xin phép xả cho anh em là 720.000 anh em nhé. 720.000 cho con này. Còn duy nhất một con thôi anh em ạ. Gần như cái lô hàng này ở bên kia là cũng hết rồi. Mình mua gần như là hết rồi. Đấu giá trên trang nó không còn nữa rồi anh em nhé. Ôi chưa? Mình sẽ test nhạc cho anh em nhé. 720.000 xem có ok không. Rồi. Sơn, kết nối nhé. Chào em Sơn, em kết nối với tí anh em nhé. Con này thì mình đánh giá là một trong số những con Bluetooth nghe khá là hay. Con Bluetooth nghe khá là ok. Và hiện tại bây giờ thì con này như anh em nhìn thấy là tất cả hai màng bên hai mặt bên này nó đều là kim loại tất anh em ạ. Anh em ạ. Con này nói chung là đáng chơi anh em nhé. 720.000 còn một con duy nhất thanh lý. Rồi. Tiếp đến bên này thì lại tiếp tục về một cái máy massage hàng VIP anh em ạ. Con này thì chuẩn của Amazon Mỹ luôn. Con này một con hàng hiệu anh em nhé. Con này là con đến từ cái thương hiệu Asmith, một trong số những thương hiệu sản xuất đồ gọi là đồ chăm sóc sức khỏe rất là lớn của Mỹ anh em nhé. Thì đây, như anh em nhìn thấy từ cái vỏ hộp của nó làm đã rất kỹ rồi. Ảnh viết nó in này. Massage đây là massage véo à? Ừ. Massage vai anh em nhé, massage ngực vai. Tiếp đến là massage bắp tay. Đây là massage gọi là vai sau. Và đây là massage bắp chân anh em nhé. Phải cầm anh cái máy quay cái. Rồi, thì con này nó sẽ bao gồm, nó là cái máy dòng mini anh em nhé, rất là nhỏ gọn để cầm mang đi tiện, mang đi khắp mọi nơi, mang đi du lịch các thứ. Thì nó chỉ có 3 đầu thôi, 3 đầu cơ bản thôi. Một đầu massage là massage truyền thống, massage này là hay sử dụng nhất, dùng tất cả các mọi vị trí trên cơ thể anh em nhé, dùng mọi vị trí trên cơ thể. Đấy, con này là massage đầu tròn với cái phần đầu này nó sẽ là cái mút cứng anh em nhé, mút cứng vẫn có độ lõm này. Đấy, massage toàn bộ các vùng cơ, từ cơ mông, cơ đùi, cơ vai, tất cả các mọi chỗ đây anh em nhìn này, nó massage đầu tròn hết anh em nhé. Tiếp đến là massage càng cua thì anh em sẽ nhìn thấy này, massage các vùng thăn tay, thăn lưng, thăn bắp tay, bắp chân. Đấy, sẽ sử dụng con đầu càng này anh em nhé. Và cái massage cứng, massage đầu là đầu nhựa cứng toàn bộ, massage vùng cơ rộng và có cần cái độ
nó gọi là cần những cái lực mà nó đấm vào sâu anh em nhá, rộng và sâu thì sẽ sử dụng con này. Con này tác động rất là sâu anh em ạ, nó to nó bè và nó sẽ tác động vào những cái nhóm cơ lớn như kiểu vai to này và mông to, đấm con này cực phê luôn anh em nhá. Và đi kèm sẽ bao gồm một cái dây sạc này, à con này à, quên mất, vẫn có một cái đầu rất quan trọng ở đây, ở trên cái đầu dùi anh em nhá, cái đầu dùi massage những vùng cơ nhỏ mà không làm ảnh hưởng đến những nhóm cơ lớn ở bên ngoài. Anh em sẽ dùng cái đầu dùi này massage, nhất là những cái vùng cơ mông mà nó sát cái vùng cơ đùi ấy, anh em sẽ thúc cái này vào anh em nhé, thúc cái này vào, hạn chế thúc vào ngã ba anh em nhé, chết toang luôn đấy, mình thật thúc ngã ba nó đứt luôn đấy. Sách hướng dẫn anh em nhìn này, sách hướng dẫn nhá, khá là chi tiết anh em ạ, khá là chi tiết đúng không? Đây anh em để sử dụng này, đây sử dụng cái chân cái rắc cắm sạc này để anh em sạc vào cục sạc của điện thoại nhá, nguồn ra 5V 2A này anh em sạc được, ok chưa? Bởi vì nó là dòng mini nó sẽ sử dụng rất là tiện lợi cho anh em, tiện mang theo. Hộp đây anh em nhé, hộp đây, và con này vẫn sẽ làm made in China anh em nhé, ok chưa? Toàn thân này thì nó sẽ là phần nhôm anh em nhé, nhôm toàn bộ, thân nhôm toàn bộ, cầm rất là chắc chắn và đầm chứ không phải nhựa đâu, nhôm toàn bộ anh em nhé, nhôm toàn bộ luôn, toàn bộ thân nhôm. Đấy, nó sẽ có một cái nút nguồn ở phía bên dưới này, anh em giữ chặt nó sẽ bật nó lên nhé, giữ chặt đấy thì nó sẽ vào cái lớp số 1 luôn. Đây chân sạc này, đấy còn đây đang báo này, đang báo hết pin anh em nhé, phải cắm sạc. Nó sẽ có một nấc massage này, hai nấc này, ba nấc này, bốn nấc này, đấy với cái nấc massage mạnh nhất này, anh em nhìn này, ui rồi bao phê luôn anh em nhá, bao phê luôn, massage còn mạnh như Infinity luôn anh em ạ, mạnh đầm như Infinity. Đây anh em để mức massage đầu tiên nó sẽ nhẹ nhá, như khi anh em mình để nhẹ này không sao, anh em ấn mạnh mà nhá, ấn mạnh phát nó tác động mạnh luôn ấy, dã mạnh luôn. Con này tức là nó sẽ có cái cảm biến lực anh em nhá, để khi anh em mình ấn nó cảm nhận được độ tay của anh em mình, giữ chặt nó sẽ là tắt. Ok chưa? Đấy. Khá là ok đúng không? Với cái máy massage này thì hiện tại giá hãng đang là 130 đô anh em nhá. 130 đô, và mình xin phép để cho anh em con hàng đấu giá này thì với cái giá chỉ có 850.000 thôi anh em nhá. 850.000 cho con này. Được chưa? Rồi. Đây cái máy massage, anh em nào đã cầm đến cửa hàng mà cầm thử cái máy massage sẽ biết cái chất của nó nhá. Tiếp đến đây thì sẽ là hai cặp loa, và xin thưa với anh em, hai cặp loa Buxell đều là những hàng cực kỳ ngon anh em ạ. Một cặp số 01 này sẽ là cặp loa đến từ thương hiệu Tech, con này chính là cặp loa Tech 350i, một trong số những cặp loa VIP của thằng Tech anh em ạ, đi kèm cái bộ dàn đời cao anh em nhá. Thường anh em sẽ mua cặp này về chợ lời cũng được, chợ lời hay nhà cũng được, hoặc anh em ghép Buxell để nghe phòng nhỏ cực kỳ hay luôn. Toàn thân loa thì sẽ được phủ một lớp piano anh em nhá, sơn bóng piano toàn bộ, nên là anh em nhìn sẽ soi gương được luôn, nghe chưa? Nó mang tính thẩm mỹ khá là cao. Con này được trang bị một con loa bát đường kính là 12cm gân cao su zin màng carbon anh em nhé. Núm này, à con chép này sẽ là sử dụng là con chép đôm anh em ạ, dòng đôm từ neo, và con này được trang bị rất nhiều trên con những con loa châu Âu anh em nhé. Và Tech cũng được trang bị con chép này luôn, nghe chưa? Đấy. Chất âm con này ra thì giải mít cực kỳ dày và rất ấm. Con loa này mình nhớ không nhầm là trở kháng sẽ là 4 ohm anh em nhé. Đấy. Trở kháng 4 ohm này, với những con loa trở kháng 4 ohm em nghe nhạc cực hay nhá. X350i. Công suất là 50W trở kháng 4 ohm, Tokyo Japan. Cọc loa này, đúng không? Thụt hơi phía sau phụ anh em. À, để gần tường thì sẽ bát căng hơn, để xa tường bát nó sẽ giảm đi một chút anh em nhá. Thì anh em sẽ dễ điều chỉnh âm bát hơn. Và hiện tại con này mình để cho anh em giá bao nhiêu? Bình thường sẽ là 1.500.000, nhưng bây giờ mình bán giá thanh lý cho cặp này chỉ có 1.200.000 cho cặp Tech này thôi. Quay chơi anh em. Tiếp đến bên cạnh này là cặp số 02, thì xin lỗi anh em, đây là một cặp loa khá là đẹp của thằng Kenwood anh em ạ. Con này chính là con Kenwood SG550 anh em nhá. Một trong số những cặp loa hiếm hoi của thằng Kenwood mà bát lòng chảo kèm theo cả con chép đôm lòng chảo nữa anh em nhá. Con này mình giới thiệu với anh em khá là nhiều, gần như cặp nào lên nó sẽ bay cặp đấy anh em nhá. Con này thì như thùng vách anh em sẽ nhìn thấy, nó được tiện CNC bo góc cạnh rất là đẹp anh em ạ. Bo góc cạnh này, kể cả những cái điều hướng ở những cái thân loa này nó làm rất đẹp luôn. Được trang bị một con loa bát đường kính là 12cm, gân rộng, gân cao su béo anh em nhé. Dòng gân này dòng gân mid bát cao cấp, chất âm ra cực hay luôn. Màng sẽ là màng carbon anh em ạ, màng carbon lòng chảo, và không có lúm luôn anh em nhé, không có lúm luôn. Đấy. Bên trên này thì sẽ là con chép đôm, và con đôm này cũng là đôm lòng chảo luôn, nó lõm luôn anh em nhé, nó lõm luôn. Một con độc nhất vô nhị luôn, rất hiếm con loa nào mà có sử dụng cái con chép đôm mà đôm lõm như con này, ok chưa? Tiếp đến ở đây thì sẽ là cái thụt hơi cực kỳ to anh em, ở ngay mặt trước luôn anh em nhé, cho âm bát con này đánh ra rất là lực luôn. Đấy, thùng vách rất ok.
Công suất con này thì như anh em xem, công suất con này mỗi chiếc chỉ có 30W thôi, nhưng mà nó chơi tốt ở những phòng diện tích khoảng tầm 35m2 trở về. Và con này có chở kháng 6 ohm nên anh em hoàn toàn được kẹp trợ lời hoặc nghe nhạc hoàn toàn ok luôn anh em nhá. Và cặp này hiện tại bây giờ mình đang để cho anh em giá chỉ có một củ tròn cho cặp này thôi anh em nhá. Một củ tròn cho cặp SG550 này, ok chưa anh em? Đấy, cặp số 01 là 1,2 triệu, cặp số 02 là một củ tròn anh em nhá. Tiếp đến ở bên cái mâm số 03 này anh em sẽ nhìn thấy, đây là một bộ dàn đấu giá vừa mới về xong anh em nhá. Con này thì đen xì đen sủi luôn, hiệp sĩ bóng đêm anh em ạ. Nó chính là con Denon M39 anh em nhá, một trong số những mã gọi là rất cao cấp của thằng Denon thuộc series M cao cấp anh em ạ. M37, 38, 39 các kiểu, thì con này nó là một trong số những con hiếm hoi của thằng Denon series M mà lại có giải mã quang. Anh em nhá. Con này giải mã quang cực kỳ hay, hàng với giá về kèm cả khiển zin. Đẹp góc cạnh như vừa bóc hộp luôn anh em nhé, đẹp góc cạnh luôn, từ ê căng này đến loa đến cấu hình dàn, nói chung con này không có một điểm chê luôn anh em ạ, đẹp xuất sắc luôn. Em nhìn cấu hình loa này đúng không, mình sẽ giới thiệu chi tiết về bộ dàn như sau. Đầu tiên toàn bộ là mặt nhôm hết anh em nhé, mặt nhôm tất luôn đúng không. Màn hình thì rất sáng đẹp với cái dòng Denon M39, mặt rất sáng đẹp. CD chạy mắt Sanio cực kỳ lành, bền vĩnh viễn luôn, mà chất tiếng ra cực kỳ nịnh tai anh em nhé. Đấy, chơi nhạc từ CD rất là ok rồi đúng không, chơi nhạc trực tiếp qua bộ nhớ USB anh em này, cóp nhạc USB phát chơi luôn, kết nối điện thoại máy tính TV qua cổng AUX thoải mái. Ngoài ra thì con này có giải mã 24 bit chuẩn và chuẩn giải mã PCM1805 anh em nhá. Cho chất tiếng ra phải nói là căng đét này đẹp luôn, con này đánh căng lắm anh em ạ. Riêng Denon mà gọi là series M nó như kiểu là Kenwood series K ấy, nó là một trong số những series cao cấp của thằng Denon anh em nhá. Cái đầu N ra phía sau ấy, mình nói thật là không hay bằng đầu M đâu, đầu M nghe hay hơn nhiều anh em nhé, series M hay hơn. Và cục dàn này đánh cực kỳ căng, những cặp loa bass 30 cục dàn này cũng phang hết anh em nhé, cục dàn nó phang độ chi tiết mà giải mid lên rất là dày. Đấy, ưu thế con này đúng volume anh em nhìn này, tiện CNC đẹp xuất sắc luôn, nói chung cục dàn không điểm chê rồi anh em ạ. Và đến cặp loa cũng thế, thiết kế đúng chuẩn form châu Âu anh em nhé, những cái form con loa mới hiện đại giờ nó làm vuông hết, vuông tất luôn anh em nhé, vuông tràn chặn luôn đúng không. Loa sẽ được trang bị một con loa bass đường kính là 12 cm, gân cao su, dòng gân béo zin anh em nhé, Kenwood, Denon các kiểu đều dùng dòng gân này, Apple cũng dùng dòng gân này trang bị trên những con loa cao cấp của thằng Apple luôn. Màng carbon dấu núm không có núm luôn anh em nhìn, dấu núm luôn đúng không. Toàn bộ con này là gông gang tất anh em nhé, gang tất, anh em tháo con củ ra sẽ thấy cực kỳ cao cấp. Và cái phần này anh em sẽ nhìn thấy tất cả các ốc mặt trước này đều ốc lục giác hết anh em nhé, chứ không chơi ốc bốn cạnh đâu, ốc lục giác tất. Đấy, bên trên này thì sẽ là con chép đôm dòng đôm bầu dục anh em nhé, anh em sẽ nhìn thấy đôm bầu dục và toàn bộ cũng là mặt gang tất, gang tất anh em nhé, không phải nhựa đâu, không phải thép thiết gì mà nó là gang, nó là tạo độ chắc chắn, nó là một cái gì đấy sần sần, sờ rất là mát tay anh em nhé, sờ rất là đầm tay. Đấy, và con đôm này từ neo chất âm đỉnh anh em ạ, chất âm đúng chuẩn châu Âu, con này ra chất tiếng đúng như kiểu những cái bộ dàn ở châu Âu luôn, như bâu luôn anh em ạ, như bâu luôn anh em nhé. Đấy, ok chưa, đẹp xuất sắc không tì vết. Phía sau đây, nhìn phía sau nhá, tổng thể đúng không, cụm cắm loa này anh em nhìn, cụm cắm loa cũng gấu luôn đúng không. Công suất con này sẽ là 120W một chiếc anh em nhé, trở kháng là 6 ohm, một cặp sẽ là 240W cho một cặp. Cọc loa sẽ toàn bộ là cọc bắp chuối cao cấp anh em nhìn này, những cái dòng bắp chuối này là dòng bắp chuối đời mới nhất của thằng Denon anh em nhé. Bên trong là có phân tần to đúng vào mặt này luôn, gần bằng mặt này luôn anh em nhé, đúng vào mặt luôn. Thụt hơi này, thụt hơi bên trong được đẹp nhé, rất là ấm tiếng. Này anh em nhìn, bên này cũng vậy, không tì vết. Cục dàn thì công suất sẽ là 70W nhé, điện nguyên bản 100V đúng không. Hỗ trợ kẹp loa này trở kháng từ thấp nhất là 6 ohm và căng nhất sẽ là 16 ohm. Anh em nhìn toàn bộ cọc bắp chuối hết anh em nhá. Súp điện ao có này, optical in phục vụ giải mã 24 bit này, kết nối thiết bị bên ngoài analog lock in này, kẹp antenna FFM để phục vụ nghe đài. Anh em nhìn các cái chữ Nhật này. Ở đây là cái chữ sự hướng dẫn kết nối anh em nhá. Hướng dẫn kết nối. Đấy. Ok chưa? Đẹp lắm anh em ạ. Bên trong này con này sạch như mới luôn. Và tất cả là đã được em sơn nó tháo ra vệ sinh rồi anh em nhá. Tất cả những mã dàn này mình bán ra đều bảo hành 1 năm tất, và mã này cũng vậy, bảo hành trọn vẹn 1 năm cho anh em. Và giá hiện tại cho con này là bao nhiêu? Hiện tại cho con đen này thì mình xin phép là để cho anh em với cái giá là 6.800.000 anh em nhá, cho cái mã Denon M39 này. Và anh em nào lấy kèm khiển zin, à không lấy khiển zin nhá, bớt cho anh em 300.000, còn 6.500.000 về cho anh em. Đấy. Lấy kèm khiển zin thì con này sẽ là riêng khiển zin này, nhiều anh em bán đã rơi vào 600.000 rồi anh em nhá.
600.000 rồi. Đấy. Thế nên là nhiều anh em bảo là nó bán có 6 triệu rưỡi, sao mình bán 6.8 triệu? Tại vì nó kèm khiển zin mà mình lấy giá thế rất là tốt rồi anh em nhé. Bảo hành vẫn là trọn vẹn 1 năm cho anh em. Và lây thử nhạc cho anh em nghe chất âm này nhá. Cực ngon anh em nhé, 6.800.000. Rồi tiếp đến bên này thì anh em sẽ nhìn thấy đây là một cái con tách anh em ạ, một trong số những mã dàn hiếm hoi thằng tách anh em nhé, sản xuất theo tiêu chuẩn của châu Âu. Xin thưa với anh em, con này là tách X350i anh em ạ. Đấy, con này cũng được sản xuất đen xì đen sũi hết, và như cặp loa mình vừa giới thiệu vừa nãy đấy, cặp loa bóng lử hết anh em nhé, sơn piano tất, cục dàn cũng phủ sơn đen tất luôn, ok chưa? Thì mình xin giới thiệu chi tiết về bộ dàn như sau. Nó thiết kế được form châu Âu, anh em sẽ nhìn phần lưng của nó này, nó theo phần dọc anh em nhé, rất giống như form châu Âu, và thân của cái âm ly rất là dài anh em ạ. Đấy, con này sẽ chơi đĩa CD này anh em nhé, đọc cả đĩa MP3 anh em nhé. Anh em nhìn đây, nó chơi MP3 luôn đúng không, chạy mắt Sanyo cực kỳ bền luôn, đọc nhạc trực tiếp từ bộ nhớ USB anh em nhé, kết nối điện thoại máy tính TV qua cổng AUX đấy. Và FM AM con này thì xin phép anh em mà nó không đủ giải nên mình không nói anh em nhá. Con này nó chỉ nghe FM AM bên Nhật thôi. Đấy. Tại vì là con này nó là cái hàng tiêu chuẩn xuất cho thị trường Nhật nên là bọn Tech nó làm nó không cho các thị trường quốc tế nghe được AM FM. Nó khá là khó ở vấn đề đấy. Núm con này làm anh em nhìn, núm nó dài hơn bình thường, núm nó làm rất là dị anh em nhá. Núm làm khá dị luôn. Đúng không? Về chất âm của Tech thì em sẽ biết nhá, cái giải mid của Tech nó lên thì gần giống như kiểu là thằng Denon, nó lên rất là dày. Nhưng mà cái phần chép của nó thì anh em sẽ cảm nhận được cái độ sáng của chép lại như thằng Onkyo anh em nhé. Đánh chất bass ra thì mình đánh giá là nó sẽ ở giữa trung lập giữa thằng Denon và Onkyo, tức là nó không khô như thằng Denon nhưng mà nó không thể là mềm kèo kẹo như thằng Onkyo được. Thế là những cái con mã dàn tách này anh em sẽ phù hợp nghe những cái dòng nhạc của châu Âu anh em nhé. Anh em nào mà chơi nhạc châu Âu nghe nhạc không lời, bật tách lên thì anh em sẽ cảm nhận được độ khác biệt, và anh em nghe trong cả một thời gian dài, ví dụ như cả một buổi của một ngày luôn, anh em cũng không thấy mệt mỏi. Thì đấy là cái ưu thế của thằng Tech anh em nhé. Tech nó là một trong số những cái con mà cũng gọi là có tên tuổi, đến kể cả những cái thiết bị giải mã cao cấp của Tech nó cũng sẽ rất đắt tiền, đúng chưa anh em? Đấy, cục dàn này đánh rất là căng, những cặp loa bass 25cm cục này đánh thoải mái luôn anh em nhé. Cấu hình loa thì con này sẽ được bao gồm một con loa bass đường kính 12cm gân cao su màng carbon như mình vừa giới thiệu rồi đúng không, củ rất là gấu luôn. Bên trên này thì sẽ là con chép đôm anh em nhé, dòng đôm chuyên trang bị trên những cặp loa châu Âu. Đấy, thùng toàn bộ là thùng phủ gọi là sơn PU anh em nhé, phủ gọi là sơn bóng PU phía sau đây. Đấy, công suất của loa sẽ là 50W một chiếc và trở kháng là 4 ohm, một cặp sẽ là 100W, chơi tốt ở những phòng diện tích 35m2 trở về anh em nhé. Công suất cục dàn này sẽ là 60W điện nguyên bản là 100V Tokyo Japan, được chưa anh em? Đây kẹp anten FM này, các cái đường kết nối line out đầy đủ anh em nhé. Có hỗ trợ súp điện out này, đây là kẹp loa hỗ trợ dây đoạn nguồn ngoài, đấy, dây nguồn số 8. Hiện tại mã này thì mình đang để cho anh em giá bao nhiêu? T
Tech 350i mình đang để cho anh em giá là 3.200.000 anh em nhé. Một trong số những con gọi là bán giá cực kỳ phù lý cho anh em. 3.200.000 cho Tech X350i. Con này hiện tại anh em đang bán nó rơi vào khoảng tầm 4.800.000 anh em ạ. Kiểu kiểu vậy, tầm đấy. Hiện tại mình đang giá xả con này 3.200.000. Con này là mình thu lại của một ông anh em nhé. Và bây giờ chúng mang tính chất là bán hộ thôi. Mình sẽ play thử nhạc cho anh em nghe. Ngày tháng qua dần, tôi đi chinh chiến từ kỳ quê hương thống khổ, gót mòn phong sương từ mùa đông sang hạ, trên cao nguyên lửa loạn hoài dương, chiến trường là huyền ca chinh chiến, vọng gắng đêm trường. Tay em gái nhỏ đếm thời gian trôi, từ ngày ra đơn vị tôi bôn ba khắp miền chiến thuật, chưa một lần về thăm phố phường. Đêm cao nguyên lạnh giá, mong gió gửi về em lời ru em. Thấy ok chưa? Mẹ, đĩa Trường Vũ nghe gọi thấm lòng người luôn. Riêng Tech nó thể hiện những cái đĩa và nhạc vàng đi vào lòng đất luôn anh em ạ. Nghe chỉ muốn đi vào lòng đất luôn anh em nhá. Hiện tại giá con này mình đang để cho anh em chỉ có 3.200.000 thôi. Giá cực kỳ thanh lý luôn. Tiếp đến bên này thì sẽ là một bộ dàn cực ngon đến từ thương hiệu Pioneer. Bộ này thì mới gọi là hôm trước về một bộ đã giới thiệu anh em rồi. Hôm nay lại tiếp tục về một bộ anh em nhá. Chính là Pioneer CM31 anh em ạ. Màu nâu cà phê anh em nhé, mặt của nó sẽ là nâu cà phê. Loa để cực kỳ độc, anh em có thể hai kiểu nhá, một là để nằm bên này với cho anh em, một là để nằm, hai là anh em để dựng lên đấy, anh em để kiểu nào cũng được. Hôm trước mình thấy để nằm anh em hay để ý hỏi, mới hôm nay mình bộ này về mình lại cho nó nằm ra được chưa anh em. Giống như kiểu là con gái, anh em chỉ thích con gái nó nằm ra chứ ngồi dậy không thích đúng không, cứ phải nằm ra là cay nhiều rồi. Ok, chi tiết về bộ dàn như này. Riêng về Pioneer CM31, nó là một trong số những series thuộc cái series đời cao của thằng Pioneer, chất âm cực kỳ ngon anh em nhé. Chơi tạp nham được đủ thể loại. Và bây giờ sẽ vào cấu hình chi tiết. Thì con này như anh em nhìn thấy này, mặt nó toàn bộ mặt gương hết anh em nhé. Không có một cái nút nào mặt trước, đèn hát volume cực đẹp luôn, đúng không? Màn hình sáng đẹp. Con này sẽ có chức năng chơi đĩa CD anh em nhé, CD đọc cực kỳ trâu bò. Tiếp đến là sẽ chơi nhạc trực tiếp từ bộ nhớ USB. Ok chưa anh em, nhạc trực tiếp bộ nhớ USB. Bên trên này sẽ có một con đốc của thằng iPod anh em nhé, đốc iPod để anh em chơi. Đấy. Tiếp đến thì có các cái bộ phím chức năng nó sẽ ở hết bên trên này luôn anh em nhé, ở tất bên trên này luôn. Và cả bộ dàn sẽ đen xì luôn anh em nhé, cả bộ dàn đen xì luôn. Loa sẽ màu vân gỗ anh em nhìn này, vân gỗ cũng là vân gỗ tối màu. Căng con này sẽ là căng liền anh em nhé, ê căng sẽ là căng liền và rất là đẹp luôn. Con này sẽ được trang bị một loa bát đường kính là 12 cm, gân cao su zin màng carbon, và bên trên này sẽ là một con chép đôm anh em nhé. Chất âm ra khá là hay, và riêng là Pioneer này thì phần lời nó thể hiện cực kỳ tốt anh em ạ. Pioneer thằng lời thể hiện VIP luôn. Cấu hình loa thì như anh em nhìn thấy, loa công suất sẽ là 30W một chiếc và trở kháng là 8 ohm. Anh em sẽ chơi tốt ở những phòng diện tích 30m² trở về anh em nhé. Đó, Pioneer, đấy, thủ thời phía sau. Công suất của cục dàn thì như anh em nhìn thấy, công suất là 37W, điện nguyên bản là 100V và cục dàn này sử dụng nguồn điện sung anh em nhé. Riêng cục dàn này đánh tốt với cặp loa Bass 25 luôn. Cọc loa này, rắc cắm loa zin này anh em nhé, kết nối thiết bị bên ngoài qua line in này và một đường xuất video này. Đấy. Và sẽ có kẹp anten FM để phục vụ anh em nghe đài. Ôi chơi anh em. Đấy. Cơ bản về bộ này rất đơn giản thôi anh em nhé. Và giá hiện tại cho Pioneer CM31 mình đang để cho anh em giá bao nhiêu? Vẫn để giá như bộ ôm nọ luôn, 2.300.000 cho mã này anh em nhé, 2.300.000 cho Pioneer CM31. Và bây giờ mình sẽ play thử nhạc cho anh em nghe nhá.
vào đây. Hôm anh đi mình với mình vừa quen, tình nhưng chưa thành tên, đôi ta đều biết rằng tình yêu như hình với bóng, tình yêu như tờ giấy trắng, như nước em xuôi giữa dòng. Thì hôm nay người đi, nụ hoa yêu vừa hé, thì xin giữ ấm tình mình anh nhé, sống cho kỷ niệm quá khứ tuy úa màu, tương lai mình gần. Không may xanh màu lá rừng nơi đây. Ok chưa anh em? Anh em nghe lập thọt rồi, anh em đã thấy nghe đẳng cấp không? Riêng lập thọt người ta gọi là giọng ca ngồi dặn anh em ạ. Giọng ca ngồi dặn, nhưng mà nó dặn nhiều lúc nghe cũng ok anh em nhé. Riêng lập thì mình nghe đánh giá là một cái giọng ca nó chỉ lạ thôi, chứ còn về chất hay thì mình không đánh giá. Quang Lập là một chất giọng hay anh em nhé. Nghe nó cứ dặn dặn là gì, nhiều lúc nghe mà mình nó đang buồn mình hơi khó chịu anh em nhá. Ok chưa? Mã này 2.300.000 anh em nhá, cho một cái mã Pioneer đời cao CM31. Rồi. Tiếp đến ở đây sẽ là cái bộ dàn số 06. Xin thưa anh em, con này sẽ có cái giá cực tốt cho anh em nhá. Con này chính là con Onkyo N7TX anh em ạ. Thì xin thưa anh em, như anh em nhìn thấy, một trong số những mã đời cao thằng Onkyo, mặt là mặt xanh huyền thoại, đèn hát xanh. Nói chung là con này đánh cực kỳ căng, đánh 4 con sò MOSFET. Và xin thưa anh em, cặp riêng cặp loa bát 30 ghép vào con này nó cũng phang cực kỳ ok. Cục dàn đánh siêu căng, giải mã chuẩn 24 bit cực kỳ hay anh em nhá. Về chi tiết bộ dàn như sau. Đầu tiên con này anh em nhìn này, mặt nhôm toàn bộ anh em nhá, mặt nhôm toàn bộ hết. Và con này sẽ có một cái vết chảy ở đây anh em nhìn này, vết chảy ở đây. Rất là tiếc anh em nhá, vết chảy. Đúng không? Chức năng con này sẽ bao gồm là chơi đĩa MD anh em ạ. MD con này thì sẽ là chơi đĩa 2MD. 2MD là một trong số những cái dòng MD mà chạy cả đĩa nén MD anh em nhá. Nhưng mà với những con này thì nó sẽ có đĩa MD đọc, đĩa MD không. Anh em lưu ý một chút anh em nhá. CD con này sẽ chạy mắt 213, Sony 213, và riêng Sony 213 cực kỳ bền anh em ạ. Cực kỳ bền. Chất tiếng ra thì đã được khẳng định với nhiều anh em chơi âm thanh rồi, mắt 213 ra chất tiếng khá là ok anh em nhá. Tích hợp trong con này sẽ bao gồm công nghệ D-Oiling 2, D-Oiling trơn và công nghệ băng tần Quirat độc quyền anh em nhé. Quirat là gì? Đây Quirat này, Wirelander Amply Technology, Amply gọi là công nghệ âm thanh của Amply phát trên diện rộng anh em nhé. Đấy, kiểu vậy. Mình cũng dịch nó sơ cua vậy thôi anh em nhé. Chứ còn mình cũng không phải là gọi là giỏi tiếng Anh, mình chỉ biết gọi là vài từ vớ vẩn thôi. Nhưng mà cũng có nghiên cứu để làm sao mà mình hiểu về đồ một chút để có thể chia sẻ với anh em nó nhiều kiến thức hơn, đúng không? Hỗ trợ ở mặt trước con này sẽ bao gồm một cổng line in và một cổng line out. Và riêng cái cổng line in ở mặt trước này thì sẽ có cái mạch vre để giúp anh em kết nối thiết bị bên ngoài vào, ví dụ điện thoại vào. Nó sẽ làm cái chất âm nó dày hơn anh em nhé, chất tiếng sẽ dày hơn. Nên là anh em mình kết nối những cái điện thoại mà nguồn phát yếu ấy, thì anh em nhớ kết nối vào cổng line in mặt trước. Kết nối mặt sau cũng được thôi, nhưng mà nó sẽ không được chất tiếng dày như ở mặt trước được. Ok chưa? Còn cái chất âm con này thì nó sẽ chuyên về dòng nhạc bolero hay rumba các thứ trữ tình, thì Onkyo nó đánh cực kỳ hay anh em nhá. Giải mã 24 bit ở con này thì cũng cực kỳ ngon. Nó sử dụng con chip giải mã cũng là chuẩn PCM, chip khá là to anh em nhá. Hơn hai đầu ngón tay này. Và chất tiếng mình đánh giá là cũng khá là tơi tiếng anh em ạ. Chất tiếng giải mã thì riêng so với CD thì cũng phải 9/10 so với CD anh em nhá. Cấu hình loa thì như anh em mình thấy loa đẹp góc cạnh luôn. Được trang bị một con loa bát đường kính là 12 cm, màng sợi keva anh em nhá. Núm mũi đạn, đấy, núm mũi đạn dâu vảnh này, đúng không? Thùng vách đẹp. Con chép này sẽ được trang bị một con chép là chép 8 vít anh em nhé. Dòng chép đôm 8 vít của thằng Onkyo. Chất tiếng ra của đôm của Onkyo thì không thằng nào chê rồi. Phần lời rất sáng tiếng nhá, rất sáng tiếng. Tiếp theo phía sau, phía sau đây, đúng không? Đập vào mắt anh em là sẽ là cặp loa với công suất là 70W và trở kháng là 4 ohm. Với cái thụt hơi xẻ rãnh mặt sau này thì anh em hoàn toàn yên tâm mà chất bát nó dàn đều ra anh em nhé. Chứ nó không kiểu phục phục đâu. Nó dàn đều ra và cho cái âm bát rất là mềm anh em nhé. Rất là mềm.
Anh em nào thích nhiều bát thì nhớ để sát tường một chút, nó sẽ cho anh em nhiều bát hơn. Còn anh em nào thích ít bát thì để xa tường ra thì nó sẽ giảm cái âm bát đi. Anh em khá là dễ điều chỉnh với những cái loa mà thụt hơi phía sau. Và nhất là thụt hơi xẻ rãnh này thì bên trong này sẽ có thùng ma trận anh em nhé. Thế này anh em mình sẽ có âm bát nó rất là cuốn anh em ạ, rất là cuốn luôn. Công suất của cục giàn thì anh em mình thấy đây, 46W điện nguyên bản 100V anh em nhé. Điện nguyên bản 100V và made in Japan luôn. Đấy. Hỗ trợ kẹp loa trở kháng từ 4 đến 16 ohm, phun giải trở kháng anh em nhìn này, 4 đến 16 ohm. Sút điện out này, ok chưa? Kẹp antenna AM FM phục vụ nghe đài và các đường line in line out, kết nối điện thoại máy tính TV đủ cả anh em nhá. Và cái cổng rất là giá trị chính là cổng optical in, digital in nhá, là cổng giải mã 24 bit để phục vụ anh em kết nối smart TV. Tại vì rất nhiều anh em bây giờ không chơi đĩa rồi, chơi từ smart TV xuống thì cái nguồn âm thanh thì gần như nó bất tận, mà chất nhạc của thằng YouTube bây giờ khá là cao cấp rồi anh em nhá. Nhất là anh em mua cái tài khoản premium ấy của thằng YouTube ấy thì chất tiếng mình đánh giá là nó cũng khá là ngon rồi, file nhạc nó chất âm gần như lốt lét rồi anh em nhá. Rất ok. Và cái mã dàn này bình thường sẽ là 3 triệu 200 đến 3 triệu 300 anh em nhá. Nhưng mà vì một cái vết xấu ở đây anh em nhìn này. Đấy. Thì mình xin phép thanh lý cho anh em cả bộ này, combo này chỉ với giá 2 triệu 800 nghìn cho combo Onkyo N7 TX anh em nhá. Play thử nhạc cho anh em nghe. Đây. Giá hiện tại mã 06 đang là 2 triệu 800 ngàn. Và video ngày hôm nay thì mình xin phép được dừng ở đây thôi anh em nhé. Và hẹn gặp lại anh em ở những clip tiếp theo. Chúc anh em có một buổi tối thật là vui vẻ với gia đình. Và xin chào anh em. Mong là anh em sẽ luôn luôn theo dõi kênh Audio 89 để có thể cập nhật thêm những sản phẩm mới nhất ở bên mình anh em nhé. Xin chào anh em.